anh chị, hôm nay Kim Thị xin giới thiệu cho cô chú và anh chị một căn nhà. Đường phía trước nhà mình là đường nhựa rất là rộng rãi. Và căn nhà của mình là pháp lý sổ hồng riêng, thiết kế một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Và ngôi nhà này sẽ cho cô chú và anh chị đón nhận trước hết là con đường lớn nè. Và một căn nhà được xây kiên cố, đẹp mắt. Và ngôi nhà mới tinh khôi này, mời cô chú và anh chị khám phá ngôi nhà này nha. Thiết kế sân sau, một căn phòng bếp thoáng mát và với diện tích căn nhà mình 420, nhưng mà bên Kim Thủy thiết kế có đầy đủ công năng luôn, có một căn phòng ngủ tầng trệt và trên lầu còn 3 phòng ngủ nữa cho nên mình ở được nhiều thành viên. Và cô chú và anh chị ơi, mình đang tìm một căn nhà gần chợ, gần trường học các cấp và đường rộng, thì với căn nhà này là một căn nhà mới bên Kim Thủy mới hoàn thiện và sẽ trang hoàng cho căn phòng khách của mình, đó là ốp PVC giả đá và tủ chân cầu thang tặng kèm cho cô chú và anh chị khi mà đón nhận ngôi nhà mới này trong tháng này nha. Và hai công trình này bên Kim Thủy có hai căn duy nhất với thiết kế diện tích giống nhau và công năng giống nhau luôn, nhưng mà cái màu sắc thì nó khác nhau. Bên đây thì màu cam cam, rồi bên kia màu xanh xanh. Mình họ phong thủy màu nào nhớ máy lên và gọi Kim Thủy để xuống xem nhà và chọn cho một căn nhà như ý nha. Nhà mình á có một cái điểm lợi nữa là đường phía trước nhà mình rất là rộng nha. Con đường này Kim Thủy nhắm chừng chỉ khoảng tầm 10 mét luôn á, và có lệ vỉa hè hai bên 2,5 mét nữa. Và từ con đường nhà mình hướng ra khu công nghiệp Cầu Tràm khoảng 500 mét, và đối diện khu công nghiệp Cầu Tràm là một cái chợ rất là lớn và có phòng công chứng, có trường học các cấp, có ủy ban, nói chung là đầy đủ hết trong khu vực này. Mình ở nơi khác nè, mình đang ở gia đình mình mà đang muốn cần một cái gia riêng, gia đình mình cần ra riêng để thuận tiện cho chăm sóc gia đình nhỏ của mình, hoặc là mình cần một cái nơi mình an cư ở ổn định lâu dài nhưng cũng phải đầy đủ tiện ích, thì với ngôi nhà hôm nay thiết kế rất là đẹp và sang kiểu máy hộp thì sẽ có công năng đầy đủ, 4 phòng ngủ và có sân trước sân sau, pháp lý thì cho cô chú và anh chị yên tâm rồi, sổ hồng cầm tay luôn, muốn công chứng lúc nào cũng được cả. Và đây là sổ hồng đất thổ cư 100%, đảm bảo cho cô chú và anh chị mình yên tâm về các pháp lý, và khi mà mình đến xem căn nhà của mình hài lòng, rất là hài lòng về cái thiết kế. Và xung quanh ở đây bên Kim Thủy công trình còn xây dựng bên trong kia rất là nhiều, nên ở đây mình sẽ đón nhận một cái môi trường sống đông đúc ha, không khói bụi ồn ào nhưng mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu mình ở, đó là đường rộng. Và với căn nhà thiết kế đẹp sang này sẽ cho cô chú và anh chị hài lòng về chất lượng công trình bên Kim Thủy, đảm bảo ngôi nhà xây rất là kiên cố và có bảo hành nhà cho mình. Mời cô chú và anh chị mình chọn một căn đi. Hôm nay Kim Thủy xin chọn trước. Kim Thủy xin chọn trước cái căn màu cam cam đó, cam cam và nâu nâu. Thì mỗi nhà sẽ có thiết kế hai cái trụ cột qua phía ngoài, đã được ốp những cái loại gạch sạch sẽ phía trước, và cái lề thì cũng được ốp một loại đá chống trơn trượt, chống rong rêu cũng sạch sẽ rồi. Đó, chính giữa hai căn nhà có một cái cây xanh, không biết cây này cây gì đây không biết nữa. Và cái đồng hồ nước nè và đồng hồ điện sẽ có từng căn, vì nhà mình là pháp lý sổ hồng riêng nên có điện nước riêng của nhà nước, cô chú anh chị yên tâm nha. Đây mặt diện á thì ốp đá sạch sẽ thế này nè, đó chống rong rêu rất là tốt. Và hai căn nhà hướng nam phù hợp với nhu cầu mình đang tìm cái hướng, và hướng này thì Kim Thủy thấy rất là mát á. Hiện tại Kim Thủy đang review buổi trưa nhưng mà cái hướng này nó không có nắng vào nhà, nắng sáng nắng chiều cũng không có vào nhà luôn, mình sẽ đón nhận một cái hướng rất là mát mẻ. Và cái khoảng sân này á, Kim Thủy nhắm chừng chiều sâu vô là khoảng 4 mét nè. Và khi mà bước vào khoảng sân á thì có một cái lớp dàn cửa, đó là dàn cửa 4 cánh nha, rất là chắc chắn và kiên cố luôn nè. Đó, có những cái họa tiết cắt xinh xinh đẹp mắt. Với những cái căn nhà mà được xây dựng sau này á thì công trình á sẽ chọn những cái mẫu mã mới nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất, và những cái chất liệu của công trình như là những cái nội thất á, từ dàn cửa sắt nè, từ những cái gạch ốp tường chọn rất là kỹ lưỡng và cao cấp dành cho một ngôi nhà đẹp. Khoảng sân này cũng được lót một loại gạch chống rong rêu, những cái họa tiết xanh xanh giống như cỏ dễ thương. Đó, đây cũng được ốp gạch luôn và cái vòi nước nè, đó để cho mình thuận tiện rửa xe tưới cây lắm á. Ở đây thì sẽ có một cái ánh đèn thắp sáng cho cái khoảng sân. Thì với ngôi nhà này bên Kim Thủy còn đang bổ sung thêm vài chi tiết nữa, cũng như điện. Điện thì khi mà cô chú và anh chị mình về mình sẽ đón nhận điện đứng tên mình luôn. Nên khi mà cô chú và anh chị đang xem trong video thì điện hiện tại công trình mới nên chưa có kéo vào kịp, nên mình sẽ thấy cái ánh sáng căn nhà của mình thì chưa có sáng lắm, phải không ạ? Chắc chắn rồi. Thì hôm nay Kim Thủy sẽ chia sẻ những cái thiết bị điện của nhà mình thì có cái gì để mình hình dung, để mình khi mà đón nhận một ngôi nhà thì mình đã nhận đầy đủ những thông tin Kim Thủy chia sẻ nha.
Khi mà bước vào á, mình sẽ đón nhận một khoảng không gian phòng khách rất là rộng. Mặc dù á, cô chú và anh chị nghe cái diện tích của nhà mình là 420 thôi, nhưng mà cái công năng sử dụng á, như là mình đón nhận một khoảng sân trước 4 mét rồi. Cái khoảng không gian phòng khách này cũng rất là rộng nha, Kim Thủy nhắm chừng cũng khoảng 6 mét hơn á. Thì với những cái tính toán á, thì bên công trình, bên Kim Thủy tính toán rất là kỹ để cho cô chú và anh chị đón nhận một căn nhà như chính tay mình xây dựng luôn. Vì cô chú và anh chị mình không có thời gian để mình mua đất xây dựng, thì những cái công trình bên Kim Thủy đảm bảo cho mình ở một ngôi nhà thật sự rất là như ý, theo ý của mình luôn ạ. Và gạch lót nền nhà mình là một loại đá bóng kính nè, kích cỡ là 80x80 nha, loại lớn nhất luôn á. Và có những cái đường vân may màu xanh xanh rất là sang. Và nãy như Kim Thủy chia sẻ là nhà mình sẽ có ốp PVC giả đá cho phòng khách hết nhà mình. Và tủ chân cầu thang, đây là những cái lọc tri ân của Kim Thủy dành cho ngôi nhà đẹp này, mới hoàn thiện này. Sẽ đón chào một cái tháng mà cô chú và anh chị sẽ có những cái lọc rất là nhiều. Và trên trần là lớp phong thạch cao nha, có những cái đường dây led và đèn lon nè. Và chính giữa có một cái đèn chùm pha lê rất là sang. Đây là những cái thiết bị ánh sáng cần thiết. Thì bên Kim Thủy sẽ khi mà có điện á, khi mà nhà mình có điện, mình sẽ thấy được những cái ánh điện này rất là lung linh. Và dọc theo cái này, có một cái trụ cột điêu khắc rất là đẹp luôn á, loại lớn mà. Được làm rất là tinh tế luôn, rất là chắc. Và ở đây là kính cường lực. Cầu thang đi lên sẽ lên lầu 1, nhà mình có một trệt một lầu thôi. Đó, mình sẽ đón nhận ngôi nhà dễ lau chùi quá ngờ, có một lầu thì dễ hơn. Nhưng mà sẽ có 4 phòng ngủ được cho nhà mình ở được nhiều thành viên, chẳng hạn như căn phòng ngủ tầng trệt đây. Căn phòng ngủ này nha, cũng thoáng rộng nè. Đó, hiện tại công trình mới còn những cái thùng sơn luôn nè. Đó, sẽ dọn dẹp khi mà đón nhận ngôi nhà khoảng một tầm tuần nữa thôi là xong hoàn chỉnh hết. Trần thì rất là cao và thoáng. Dàn cửa nhà mình là dàn cửa nhôm sifa và kính mờ, rất là đẹp và xài rất là bền. Ngôi nhà này bên Kim Thủy còn những tặng những bức tranh nữa ạ. Cô chú và anh chị sẽ đón nhận những cái bức tranh màu sắc rất là đẹp và tươi. Và hình ảnh màu những bức tranh như thế nào, mời cô chú và anh chị còn tuần nữa mình sẽ đón nhận một ngôi nhà. Nếu mà còn, Kim Thủy sẽ review lại. Còn nếu mà trong quá trình tư vấn cô chú và anh chị á, mà Kim Thủy có nghiêng căn này á, thì nếu mà mình đã bán rồi thì Kim Thủy sẽ không có còn dịp để review nữa. Nhưng mà chắc chắn mỗi ngày Kim Thủy sẽ cập nhật thường xuyên những cái mẫu nhà mới, và đồng thời sẽ cập nhật lại những cái mẫu nhà mà chưa được cô chú và anh chị đón nhận nhanh. Cô chú và anh chị yên tâm, khi mà đã đăng ký kênh của Kim Thủy để tham khảo nhà, mà từ nhà giá rẻ cho đến những căn nhà hàng tỷ, chắc chắn sẽ làm cho cô chú và anh chị hài lòng về mức giá, về vị trí, và chắc chắn sẽ hài lòng về những thông tin mà Kim Thủy chia sẻ chính xác rõ ràng trong video. Nên đó, nhiều khi cô chú và anh chị đi đó, cũng đỡ mất thời gian á. Và với thiết kế căn phòng khách đã trang hoàng cho mình tủ bếp trên dưới đầy đủ, và ở đây đã làm sẵn cho mình một cái kệ ni nóc để mình ướp chén luôn nè. Đó, rất là chỉnh chu luôn. Hai cái bồn ni nóc rửa rau, rửa bát, và cái lớp tráng gương ở đây tông màu vàng mới chịu nè, rất là sáng nha. Bếp tông màu vàng thì em thể thấy rất là sáng và đẹp á. Thì tùy vào công trình nên có những cái màu sắc khác nhau á. Cô chú và anh chị yên tâm, cái màu này bên Kim Thủy cũng chọn cũng rất là đẹp rồi. Và nơi đây thiết kế một cái tủ lạnh thì rất là đẹp luôn á, hoặc là mình để một cái bộ bàn ăn rộng chỗ này luôn, tùy theo cách thiết kế của cô chú và anh chị để cho ngôi nhà mình nó ngăn nắp gọn gàng hơn. Và bên Kim Thủy đã làm sẵn nơi để mình để máy giặt chỗ này, có ổ điện và có một cánh cửa bước ra ngoài sân sau nè, an toàn chắc chắn. Và với khoảng sân sau này nha, làm tỉ mỉ từ cái mái che phía sau luôn nha, làm cho mình sẵn luôn rồi, về không có phát sinh thêm nữa. Và gạch đất tường thì cao ráo nè. Với khoảng sân sau này là khoảng tầm 1,5 mét, nhưng mà rất là thoáng luôn, thoáng từ những cái khung sắt bên đây nữa nè. Đó, gió thổi vào nhà rất là mát. Và với căn phòng vệ sinh đầu tiên, wow, đầy đủ những trang thiết bị hết nha, đều là thiết bị mới đẹp luôn á. Gạch đất tường thì sạch sẽ, cao dày trần luôn. Đó, đầy đủ cho mình đón nhận căn phòng vệ sinh sạch sẽ. Mỗi phòng sẽ cho cô chú và anh chị hài lòng về những cái bố trí căn nhà mình rất là hợp lý. Và trên lầu nhà mình á, còn thêm nhiều phòng nữa để cho nhiều thành viên. Và thành viên mình muốn sở hữu căn nhà nào thì cùng Kim Thủy lên tham quan nha. Kim Thủy đã đứng tại căn phòng số 2 của nhà mình rồi. Với căn phòng này sẽ đón nhận là có một căn phòng vệ sinh khép kín. Căn phòng này là căn phòng rộng nhất luôn á, nên mới có thiết kế phòng vệ sinh như vậy. Và không gian này cũng rộng hơn nữa, để cho mình để giường tủ quần áo thoải mái. Thì với căn phòng này ha, mình thích hợp với gia đình mình có trẻ em á, mình ở nhiều thành viên á, hợp lý lắm á. Và cửa sổ hướng ra ngoài cái sân sau mát mẻ nè. Ngoài này thì bên Kim Thủy có thiết kế một cái cầu thang đi lên để thông cái bồn nước đó. Đó, làm chỉnh chu chi tiết hết luôn. Và căn phòng vệ sinh này cũng đầy đủ những trang thiết bị mới ha. Cô chú và anh chị đón nhận ngôi nhà mới mà, nên nó toàn là những cái thiết bị mà cho cô chú và anh chị mình đến xem mình rất là hài lòng và thích. Trần ở đây cũng là trần là phong thạch cao, làm rất là cao.
có những cái ánh đèn thắp sáng đầy đủ cho căn nhà của mình. Và kế bên là căn phòng số 3. Căn phòng thứ 3 của nhà mình nè, cũng không gian cũng thoáng rộng ngay vì không có điện á, nên Kim Thủy xin quay sơ căn phòng này cho mình biết được nhà mình mấy phòng thôi. Còn khi mà có điện rồi lắp đầy đủ những cái ốp PVC ở dưới á, Kim Thủy sẽ có cái dịp review lại căn nhà này nếu mà nhà mình còn. Và căn phòng số 3, đó, phòng vệ sinh thứ 3 thì cũng đầy đủ những trang thiết bị mới đẹp nha. Và căn phòng cuối cùng là căn phòng số 4 này, hướng ra ngoài cái lan can đó. Phòng này cũng thoáng cao đó, một căn phòng thiết kế cái màu sắc đó, rất là rộng, nhìn sang nữa và sạch sẽ nữa. Mới ngoài này mời cô chú và anh chị đón nhận một cái khoảng không gian thích, thiệt là thích luôn. Ngoài này nha, mời cô chú và anh chị mình tham quan cái khu vực nhà mình ở nè, đầy đủ dân cư và đường phía trước nhà của mình thì cực kỳ rộng, hiếm có một căn nhà nào mà với tầm cái giá này sẽ đó có một cái đường phía trước nó rộng như thế này. Từ trước giờ thường cô chú và anh chị mình quan tâm nhà thì thường nó nằm trong khu dân cư á, mới có đường rộng nè, đường vỉa hè cây xanh. Và thường thì trong khu dân cư thì giá rất là cao. Còn ở đây bên Kim Thủy là đất hiện hữu, nên bên Kim Thủy mua đất được cái là giá đất bên Kim Thủy thu mua lúc thời điểm giá còn cũ, giá rẻ, nên hôm nay xây dựng căn nhà này lên sẽ chào cho một mức giá cũng sát từ bên công trình luôn. Và ngoài lan can thì rất là rộng thoáng, có thiết kế một bồn trồng cây nữa nè. Thì chắc chắn công trình này cũng như bao những công trình khác, bên Kim Thủy sẽ có những cái thiết kế, những cây hoa làm cho ngôi nhà mình nó dễ thương, mát mẻ hơn. Với chi tiết trên lầu, cô chú và anh chị đã hình dung ngôi nhà mình rõ rồi phải không ạ? Và chắc chắn thắc mắc được cái cho bà. Và cái khi mà cô chú và anh chị xem video, điều quan trọng mà cô chú và anh chị thắc mắc đó là phần giá. Và giá thì tôi sẽ báo ngay sau đây. Cô chú và anh chị đã thấy ngôi nhà mình á, hiện tại chưa hoàn thiện hết 100%, nhưng mà đã thấy quá là sang và đẹp rồi. Còn ốp PVC giả đá nè, còn tủ chân cầu thang nè, sẽ bàn giao cho mình một ngôi nhà trọn vẹn nhất. Và với ngôi nhà thiết kế 4-20, một trệt một lầu đến 4 phòng ngủ lận và 3 phòng vệ sinh, có thiết kế sân trước sân sau mát mẻ. Và với hai căn nhà bên Kim Thủy là có hai căn thiết kế công năng giống nhau luôn nha, chỉ có màu sắc thì hơi thay đổi chút xíu, đó là màu cam và màu xanh. Thì với giá căn nhà thì giá tổng không phát sinh thêm chi phí nào cả, đó là giá 2,7 tỷ. Và giá này bên Kim Thủy sẽ bớt cái lọc tri ân dành cho cô chú và anh chị khi mà đã đăng ký kênh của Kim Thủy để mình có thể chọn những mẫu nhà cho mình. Vâng, với hai nhà hướng nam phù hợp với nhu cầu mình đang tìm cái hướng. Và trước nhà của mình đây có vỉa hè nè, có cây xanh nè, và đường trước nhà cực kỳ rộng. Có những cái căn nhà nào mà cô chú và anh chị thấy là với tầm mức giá này mà có đường rộng như thế này không ạ? Chạy xe ô tô thoải mái luôn. Và đường này mình sẽ di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm khoảng tầm 500m, có chợ và có những đầy đủ tiện ích. Khu công nghiệp Cầu Tràm mình đi từ cái hướng chợ Bình Chánh, mình vào đường Đinh Đức Thiện, cứ đi thẳng luôn là đến khu công nghiệp Cầu Tràm rồi. Một cái vị trí rất là dễ tìm trên Google Maps. Vâng, Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành nhà của với Kim Thủy trong thời gian qua. Kim Thủy mến chúc cô chú và anh chị sớm có nhà như ý nhất cho mình, và hẹn cô chú và anh chị tại hai căn nhà đẹp này nha.